tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chữ tâm đẻ vào đời, còn hai chữ y đức làm người trần gian. Vinh danh được thánh thuốc nam, cụ đạo công chính dân đồ thế nơi tay hoàng. Cụ dạy hàng ngày phép xuất sinh, cho học càng ngày càng tỏa sáng. Được phù ngũ bản viên sách hồng, cứ giúp dân nghèo bao tình nghĩa. Gian nan vất vả vẫn tận tâm, vì nước vì dân bao tâm đức. Đời đời vẫn nở rộ hoa xuân, đời đời vẫn nở rộ hoa xuân. Cứu dân đồ thế nơi tay hoàng, cụ dạy hàng ngày phép xuất sinh, cho học càng ngày càng tỏa sáng. Được phù ngũ bản viết sách hồng, cứ giúp dân nghèo bao tình nghĩa. Gian nan vất vả vẫn tận tâm, vì nước vì dân bao tâm đức. Đời đời vẫn nở rộ hoa xuân, đời đời vẫn nở rộ hoa xuân. Triều đại nhà Lê vừa được trung hưng từ cuối thế kỷ 16, sang đến thế kỷ này chỉ là ngọn cờ vơ vất để cho hai thế lực phong kiến họ Trịnh và họ Nguyễn thao túng quyền hành ở hai xứ Đàng Ngoài và Đàng Trong trên hai miền Nam Bắc đất nước. Giữa hoàn cảnh ấy, một giới trí thức quan liêu do khoa cử đã nở rộ việc đào tạo, thành đạt và hoạt động ở đất Bắc Hà. Và may sao trong số này có một số không ít vừa làm quan nhưng vẫn đồng thời đem tài trí và học vấn đầu tư vào việc sáng tạo văn hóa, học thuật. Do đó tạo cơ sở và tiền đề cho việc thăng hoa một thời phục hưng văn hóa ở thế kỷ sau. Trong số những trí thức công huân này có ông Bảng Nhãn Đào Công Chính. Ông là người làng Hội Am, có tên nôm là làng Cõi, trở thành danh nhân đất Việt. Từ chỗ là người con của quê hương làng Cõi, Bảng Nhãn Đào Công Chính đã đi vào lịch sử với danh hiệu thân thương ông Bảng Cõi. Làng Cõi, Hội Am, quê hương của danh nhân Đào Công Chính, nay thuộc xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Từ xa xưa, vốn là một làng văn hiến thi thư, và gần xa khắp xứ Đông, trong tâm trí người miền Duyên Hải, đây còn là một chốn danh hương, trù phú, không chỉ việc nông trang mà còn tấp nập các hoạt động giao lưu thương mại. Hình ảnh một tòa Khuê Vân Các đưa từ kinh đô về làng, tiêu biểu cho chí hướng tiến thủ và mơ ước thành đạt trên đường văn chương chữ nghĩa. Dân đây có từ lâu đời, sinh tụ rất lâu đời mà người ta làm nhiều nghề lắm, đặc biệt là nghề nông. Thứ hai là nghề buôn. Làng có chợ Cõi, tên nôm làng Cõi mà phiên chuyển sang chữ Hán là Hội An. Cái làng Cõi tức là có chợ Cõi này, đò Cõi này, rồi bến Cõi, có nhiều thứ Cõi lắm, đình Cõi vân. Sinh năm 1693, vào buổi đầu thời Lê Trung Hưng, trong đời cầm quyền thực sự của chúa Trịnh Giang, chắc chắn tuổi nhỏ của Đào Công Chính trên quê hương Hội Am đã biết đến gương sáng của các bậc đại khoa tiền bối của làng, đó là Phạm Đức Khản, tiến sĩ khoa thi
từ năm 1448. Chẳng những là tiến sĩ khai khoa cho làng cõi Hội Am mà còn đỗ đến hoàng giáp tiến sĩ. Sau đó, làng còn có đệ giáp đồng tiến sĩ khoa thi năm 1478 là Nguyễn Cỗi nữa. Chữ và nghĩa vàng son lộng lẫy ở chính ngôi đền Bảng Nhãn Đào Công Chính tại quê hương sinh thành chẳng những nói rõ về một người họ Đào biết nuôi chí lớn học hành, miệt mài rèn luyện tài đức suốt thời trẻ tuổi, mà còn ngợi ca đây là người vào năm 1661 chẳng những đã theo kịp mà còn vượt cả các tiền bối ngôi làng khoa bảng quê hương, đỗ đạt đến bậc thứ nhì của hàng Tam Khôi. Ông cõi 13, Thanh Hà 14, trước đó thì có mấy người ở Thanh Hà 14 tuổi, đỗ hương khoa, người ấy tức là ông Nguyễn Phong, 7 tuổi đã biết làm thơ, 14 tuổi thì đi thi hương cùng cha, và cuối cùng ông ấy đỗ. Về sau thì ông ấy đỗ 26 tuổi thì ông Nguyễn Phong đỗ tiến sĩ. Thế thì tự đến một cái niềm tự hào của xứ Đông. Nhưng mà đến khi mà cụ Bảng Nhãn Đào Công Chính đỗ ấy, thì năm 13 tuổi cụ đỗ, và 23 tuổi thì đỗ đại khoa, này cao hơn đỗ Bảng Nhãn thứ nhì, cái tên Bảng Tam Khôi, cho nên dân ở vùng chúng tôi là tự hào lắm. Đào Công Chính là niềm tự hào của một dòng họ văn hiến thi thư ở một làng khoa bảng. Tổ tiên trực hệ Đào trực tiếp, từ nhỏ nhờ học hành thành đạt mà được triều đình phong tặng đến tước công. Khi về hưu trí, tuổi tác cao, vẫn mở trường học, dạy dỗ nhiều sĩ tử thành đạt. Thân phụ của Đào Công Chính là một gương sáng học hành cho con cái noi theo. Tuy mình lận đận trên con đường khoa cử, kỳ thi hương năm 1651, tuổi đã đứng rồi, nhưng người cha thấy con trai khi ấy mới 13 tuổi, nhưng học hành sáng dạ nên đã đứng ra kèm cho con đi thi cùng với cha. Để cha chăm sóc cho con, từ việc dựng lều đặt chõng ở trường thi trở đi, Đào Công Chính đã qua được cả tứ trường, đỗ ngay hương tiến, tức cử nhân vào khoa thi ấy. Các thế hệ người làng cõi Hội Am đến nay vẫn truyền tụng mãi về những gương sáng học hành thi cử của Đào Công Chính, càng trầm trồ khi đọc lại những hàng chữ bia ký sắc phong ở đó nói rõ chàng trai họ Đào đã thi đỗ Bảng Nhãn khi mới 23 tuổi. Để chúng ta đã biết rồi, 13 tuổi đi cũng đi thi hương cùng cha. Cha còn phải buộc hộ lều chõng thì mới vào được trường thi. Sau đó thì ông ấy đỗ ngay. Và khi mà ra thi thì đỗ ngay, đỗ thứ nhì. Khoa ấy thì có ông Đặng Công Chất đỗ Trạng Nguyên, Ngô Khuê đỗ Tham Hoa. Ba người thì như hai ông này là đều cao tuổi. Cụ Đặng Công Chất Trạng Nguyên đỗ như 48 tuổi mới đỗ. Đấy, còn ông Khuê kia cũng là cao tuổi mới đỗ. Thế cho nên duy nhất là có ba người đỗ cao nhất, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Tham Hoa. Nhưng mà vai trò của Đào Công Chính là trẻ nhất và làm quan cũng là hanh thông nhất. Những bậc thềm rồng trong Hoàng Thành Thăng Long này ít nhất là trong hai thập kỷ vào những năm 60-70 của thế kỷ 17 đã từng in dấu ấn của Bảng Nhãn Đào Công Chính ngay sau khi đỗ đại khoa, đã trở thành quan chức triều đình Lê Trịnh. Nhờ trí óc thông tuệ và tài năng chữ nghĩa, Đào Công Chính là người nhanh chóng thành đạt trên quan trường, giống như thời niên thiếu đã sớm học hành thành công. Khởi từ chức quan thị thư ở Hàn Lâm Viện, họ Đào đã có cơ hội tham gia nhóm sử thần Phạm Công Trứ, biên soạn bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Do đó bắt đầu từ năm 1666, Đào Công Chính được chuyển sang làm quan chức ngoại giao và vào năm 1673 ở tuổi 35 thì đã được cử làm phó sứ cùng chánh sứ là Hồ Sĩ Dương cầm đầu sứ bộ sang triều đình nhà Thanh. Hai năm sau, xét công đi sứ Đào Công Chính được thăng hàm làm hữu thị lang bộ hình, và chỉ một năm sau ở tuổi 38 đã làm hữu thị lang bộ lại. Trên các bằng sắc, sách vở và bia ký có thể đọc được đầy đủ các chức và tước
của Đào Công Chính lúc ở đỉnh cao trên quan trường, đó là Quang Tiến Than Lộc Đại Phu bồi tụng Lại Bộ Hữu Thị Lang Nhật Thị Kinh Diên Sứ Quán Tổng Tài. Tác giả Hải Dương Phong Vật Khúc, Trần Huy Phát trợ giáo ở tỉnh Hải Dương thời Gia Long, thì ông có cái bài ca như thế, ông có cái tác phẩm ông ghi như thế này. Hội An có thần đồng dĩnh dị, tuổi 13 đã đậu Hương Nguyên đấy. Sang xuân sớm dự Long Trì thì ra ngoài sứ tiết, vào thì giảng diên, tức là đi sứ ra ngoài sứ tiết, người ta chỉ nhắc, tác giả Hải Dương Phong Phật Khúc chỉ nhắc đến cái vai trò ra ngoài sứ tiết khi ông đi sứ dương cao cờ tiết của người đại sứ, tức là cái vai trò của ông thế này, ông không làm nhục quân mệnh, cái người đi sứ làm sao phải làm vẻ vang được cho nhà vua kia. Một trong điều đáng tiếc cho kho tàng sử liệu xưa là tuy hiển vinh và công lao trên quan trường đến thế, nhưng từ năm 1677, ở tuổi mới 39, Đào Công Chính đã không còn được một dòng văn bản nào ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp nữa. Vắng bóng trong sử sách từ đây, nhưng may mắn thay, bảng nhãn thị lang Đào Công Chính lại tự tay viết nên và để lại cho đời được đến 5 bộ sách và chương lịch sử, y học, khiến qua đó hậu thế vẫn hiểu được về ông, cũng như vẫn ngâm ngợi những sáng tác thể hiện tâm hồn và tài năng của ông. Yên ổn trên đường sư mạnh vâng, được nghe sao phục nhắc lời vàng, lũy sông Lam Bắc tùy hai khác, lễ nhạc văn chương vẫn một chung. Về nước tiếp tôi phò chúa Han, ơn dân rồi bạc tươi mưa thương, mấy vần ngắm tuyết nhàn ngẫm vịnh, nghĩ ân sâu ai thể không. Thơ văn Đào Công Chính được ngâm ngợi nhiều, cũng như nhiều công trình sáng tác trước thuật của ông đã được đọc và ứng dụng khắp qua các thế hệ tới cả thời hiện đại. Vị trí một tác gia thư tịch quan trọng trong lịch sử văn hóa nước nhà của Đào Công Chính được xác lập ngay từ công trình đầu tiên là phần Bản Kỷ Tục Biên của bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bộ quốc sử lớn của vương triều nhà Lê, là công trình mà Đào Công Chính tham gia với tư cách là một thành viên của nhóm biên soạn được thành lập vào thế kỷ 17, sau 200 năm bộ quốc sử này ra đời. Nhiệm vụ của nhóm biên soạn này, như đã ghi ở trong bộ sách, thì đó là trước hết khảo đính quốc sử từ đời Hồng Bàng cho đến thời vua Lê Cung Hoàng, tức là từ đời Thượng Cổ cho đến năm 1527. Khảo đính, tức là xem xét lại, rồi thì khảo cứu và đính chính lại những cái chỗ mà chưa chính xác, và cả bổ sung nữa những cái chi tiết, những cái tư liệu cần thiết. Đây là việc thứ nhất của nhóm công trình này, khảo đính. Việc thứ hai đó là chép nối từ cái niên điểm mà cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hồi thế kỷ 15
do nhóm sử thần Ngô Sĩ Liên biên soạn ấy, ngừng lại nhóm biên soạn ở thế kỷ 17, có Đào Công Chính tham gia đó, là viết tiếp, viết nối. Viết nối từ đâu? Viết nối từ đời vua Lê Công Hoàng, tức thì là từ năm 1527 cho đến năm 1662, đời vua Lê Thần Tông. Như vậy thì cái phần viết nối này đấy, là với sự tham gia của Đào Công Chính ấy, thì đã hình thành một phần sách có tên là Bản Kỷ Tục Biên của cái bộ sách lớn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nhưng Bản Kỷ Tục Biên ấy, với cái phần viết nối như thế này đấy, thì đã được khắc in và hoàn toàn đứng được như là một bộ sử độc lập, mà có nội dung là từ năm 1527 đến năm 1662. Khởi từ chỗ chỉ là thành viên trong nhóm tác giả khảo đính và chấp nối bộ quốc sử triều Lê, chỉ sau một thời gian ngắn, với bút lực dồi dào, tư duy sâu sắc, cương vị chắc chắn, Đào Công Chính đã trở thành và làm được tổng tài, phụ trách đứng đầu việc biên soạn hai bộ sách lịch sử quan trọng, đó là Trùng San Lam Sơn Thực Lục và Trung Hưng Thực Lục. Sau được hoàn thành, được đem khắc in vào năm 1676. Khi ấy, vị sử quan tổng tài Đào Công Chính mới ở tuổi 38. Nếu Trùng San Lam Sơn Thực Lục và Trưng Hưng Thục Lục là những kho tàng chứa đựng những thực sự về lịch sử trung thực, chính xác và phong phú về cuộc đời thời Lam Sơn khởi nghĩa ở đầu thế kỷ 15, về cuộc và thời các chúa đầu nhà Trịnh phò giáp nhà Lê đánh dẹp nhà Mạc ở cuối thế kỷ 16, thì sách Bắc Sứ Thi Tập được Đào Công Chính đem dâng lên chúa Trịnh vào năm 1677. Đây lại là một tập nhật ký bằng thơ về chuyện đi sứ sang triều đình nhà Thanh năm 1673 của đoàn sứ thần nước Đại Việt do Đào Công Chính làm phó sứ. Ở đó, với và qua những bài và vần thơ Hán ngữ cổ điển trang trọng tài hoa, đã hiện hình không chỉ là toàn bộ diễn biến và nội dung cuộc bang giao giữa nước Đại Việt và nhà Thanh năm 1673, mà còn là ý chí và tấm lòng trung quân ái quốc. Dưới sự chủ biên của Phạm Công Trứ và đặc biệt với sự tham gia của Đào Công Chính, thì Bản Kỷ Tục Biên là một công trình sử học độc lập, quan trọng, nhưng mang đặc trưng. Và ở đây có một vài mâu thuẫn chớ trêu nữa, là nó chép rất trung thực về quãng lịch sử từ đời vua Lê Công Hoàng đến đời vua Lê Thần Tông. Mà trong cái đời này đó, thì chính sự đầy nhiễu nhương do sự lộng quyền, sự can thiệp của các chúa nhà Trịnh. Nhưng chính các chúa nhà Trịnh lại là người chỉ đạo, biên soạn và cho khắc in cái phần sách này, cái quyển sử này. Do đó đấy, thì đến thời Nguyễn, bộ sử này, quyển sách sử này tồn tại đến thời nhà Nguyễn, đặc biệt đến thời ông vua rất là chính đính, rất là nghiêm khắc của vương triều nhà Nguyễn là Minh Mạnh ấy, thì đã có một cái quyết định do chính vua Minh Mạnh ban hành ấy, là thủ tiêu cái bộ sử mà Phạm Công Trứ chủ biên và Đào Công Chính là tham gia. Bởi như lời của vua Minh Mạnh nhận định ấy, thì cái quyển sử này, cái phần sử này là có cái nội dung và có cái bút pháp, có cả cái tinh thần nữa ấy, là dày mũ đảo ngược. Tức là tuy chép đúng sự thực lịch sử đấy, nhưng không phù hợp với lại quan điểm chính thống của nhà Nguyễn. May sao tuy bị thủ tiêu như thế đấy, nhưng vẫn còn sót lại được những bản viết quan trọng cho đến bây giờ, để cho thiên hạ và giới sử học có thể
đánh giá, nhìn nhận được một mặt là lịch sử của thời kỳ từ vua Lê Cung Hoàng đến vua Lê Thần Tông, và một mặt nữa là sự tham gia biên soạn của Đào Công Chính với tư cách là thành viên của nhóm biên soạn quyển sử này dưới sự chủ biên của Phạm Công Trứ, thì xem họ đã làm việc như thế nào trong lịch sử sử học của nước nhà. Xứng đáng là một sử quan nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc, là lịch sử sử học. Đào Công Chính còn được suy tôn là ông tổ của khoa dưỡng sinh trong nền y học cổ truyền với tác phẩm Bảo Sinh Diên Thọ Toàn Yếu, soạn năm 1676. Hơn 300 năm sau, ở thời hiện đại, với các câu lạc bộ luyện tập dưỡng sinh ở khắp nơi, những gì Đào Công Chính đã viết về khoa dưỡng sinh ngàn xưa nay vẫn được thừa kế và vận hành. Với tính hiện đại, trong các tác phẩm cổ điển như Bảo Sinh Diên Thọ Toàn Yếu, Đào Công Chính xứng đáng nhận được sự tôn sùng, kính trọng của không chỉ những người đồng hương làng cõi Hội Am, mà còn là các thế hệ người Việt bây giờ. Rất vinh dự cho dòng họ chúng tôi. Tuy nhiên là dòng họ thì không lớn, dòng họ thì cũng trung bình. Thế nhưng mà cũng có nhiều các cụ trước là cũng là nhà nho học đã được ghi nhận. Cho đến thời này là chúng tôi đã nhờ là những người kế thừa về phát huy được cái truyền thống của cụ Bảo Nhãn, Đào Công Chính, là chắc các dòng tộc cũng đã phát huy được các cái vai trò là chấp hành mọi cái chủ trương đường lối, cũng như là như vậy là cái quy định của cái làng văn hóa, đặc biệt là cái làng văn hóa Hội Am. Cụ để lại nhiều tác phẩm cho đời sau có giá trị, đặc biệt là sách Bảo Sinh Diên Thọ Toàn Yếu, sách viết về dưỡng sinh đầu tiên là cho vua quan chứ không phải là cho thường dân, nhưng sách viết rất toàn diện cả về trị bệnh, phòng bệnh, rồi hướng dẫn cách dùng thuốc, rồi ăn ở, tắm giặt, đi lại, kiêng kỵ, vân vân, được nhân dân thừa nhận và luyện tập tốt, cho nên đã suy tôn cụ là đại danh y, nhà dưỡng sinh học nổi tiếng thế kỷ thứ 17. Những âm thanh và đội ngũ nhạc công hoành tráng, long trọng này đang được dành cho sự tưởng niệm và tôn vinh ông Bảng Cõi, Bảng Nhãn, Đào Công Chính ở làng cõi Hội Am. Từ một tuổi thơ, biết nuôi trí, rèn tài học hành khoa cử ở quê hương, trở thành tam khôi đệ nhị danh tiến sĩ, rồi quan chức đại thần của triều đình Lê Trịnh, đặc biệt là người đã viết và để lại cho lịch sử cùng văn hóa dân tộc ít nhất cũng đến 5 tập sách quý. Đào Công Chính còn được truyền tụng đến khi có việc từ quan về hưu, đã không trở lại làng Hội Am quê hương mà lại chọn ở gần phố huyện để còn làm thuốc, chăm lo cho sức khỏe của nhân dân và nhất là mở trường dạy học cho sĩ tử khắp thiên hạ. Vì thế mà quê hương không bao giờ ngớt hương khói, trọng vọng, sùng kính người con mang danh hiệu thân thương là ông Bảng Cõi của mình. Thì nước chúng ta thì có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một cái tác giả lớn về được ta được nay được tôn là đại y tông của Việt Nam đấy. Những bộ sách của cụ rất đáng giá trị, tương đối toàn diện về nền y học Việt Nam, thì ta đánh giá Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Và người thứ hai nữa là Thiền sư Tuệ Tĩnh, gọi là Thánh Thuốc Nam, đưa ra phương châm nổi tiếng đấy về người thuốc nam chữa người nam, cũng làm cái vận động sáng tạo. Và thứ ba là vai trò Đào Công Chính, là cái nghiên cứu về cái việc kéo dài tuổi thọ bằng nội lực của mình, bằng rèn luyện thân thể mà ít dùng thuốc. Y học có, dược học có và dưỡng sinh có, coi như là cái kiềng ba chân của nền y học dân tộc Việt Nam. Đưa cụ Đào Công Chính, tác giả Bảo Sinh Diên Thọ Toàn Yếu vào thờ y miếu cùng với hai vị kia, coi như cái kiềng ba chân của nền y học dân tộc Việt Nam.
trước bầu trời nước Việt ở thế kỷ 17, danh nhân Đào Công Chính không chỉ là một ông bảng cõi của quê hương làng cõi Hội An, mà còn là một trí thức lớn của nền học vấn và giáo dục khoa bảng nho học, một quan chức trọng thần của triều đình Lê Trịnh, đặc biệt là một tác giả có sự nghiệp trước tác đồ sộ. Hơn 300 năm đã trôi qua, nhưng những đền đài, miếu mạo và ít nhất là non sông đất nước và lòng người dân đất Việt vẫn ghi nhớ mãi hình ảnh và gương sáng của người họ Đào, thân thương trường tồn với danh hiệu ông bảng cõi.